Việt Nam sẽ tạm dừng cấp visa với tất cả du khách trong vòng 15 đến 30 ngày. Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa cho biết, Thủ tướng đã chỉ đạo các địa phương tạm dừng cấp visa cho khách nước ngoài vào Việt Nam trong vòng 15 đến 30 ngày. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thông tin đến lãnh đạo các sở ngành, quận huyện, nội dung kết luận Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp thường trực Chính phủ liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào chiều ngày 16 tháng 3. Ông Ngô Văn Quý cho biết, một trong những nội dung quan trọng Thủ tướng chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện trong thời gian tới là tiếp tục hạn chế đầu vào, tạm dừng cấp visa với khách nước ngoài vào Việt Nam trong vòng 15 đến 30 ngày. Tại quyết định trước đó, việc cấp visa cho công dân đến từ 29 nước đã được tạm dừng. Với quyết định mới, diện kiểm soát lô khách tới Việt Nam tiếp tục mở rộng thêm để hạn chế nguy cơ nguồn bệnh COVID-19 xâm nhập. Đây là nội dung quan trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý nói. Trước đó, từ trưa ngày 15 tháng 3, Việt Nam dừng nhập cảnh với du khách đến từ hoặc đi qua các nước khu vực Schengen, Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Quyết định này có hiệu lực 30 ngày, không áp dụng với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ. Với trường hợp người nước ngoài là chuyên gia, quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao khi nhập cảnh vào Việt Nam phải qua kiểm tra y tế và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại doanh nghiệp, cơ sở lưu trú theo quy định.